Sau đây xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, con cháu trong dòng họ và nhân dân thưởng thức tiếp theo một chương trình văn nghệ do đoàn quan họ Bắc Ninh trình diễn. Dạ vâng, kính thưa trên các cụ, các bà cùng toàn thể quý vị, để cùng tiếp theo chương trình văn nghệ trong buổi sáng ngày hôm nay, trân trọng kính mời toàn thể các cụ, các bà, quý vị đại biểu khách quý cùng thưởng thức đón nghe với câu hát trong khúc sông đổ dồn về một bến. Anh chẳng yêu nàng, anh đến chi đây? Đấy với đây không dây mà buộc, anh với làng chia chuốc mà say. Gặp nhau đây mời người xơi nước, xơi nước xơi trầu, sầu kết nhân duyên. Với câu hát Lý Giao Duyên, dân ca quan họ, trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng thưởng thức và đón nghe. Đưa quan họ lên anh người chị trân trọng ca tiếp. Dồn về một ná bên, anh chẳng ai yêu nàng, anh chẳng ai yêu nàng, anh đến mà chi ở đây? Hỡi nàng, nàng ơi, hỡi nàng, nàng ra ơi, anh chẳng ai yêu nàng, anh đến mà chi đây? Nào ai có biết cái ngai đá vàng ta quyết yêu nhau. Thank you.
nhiều.